Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip hai bộ mẹ con được xin mẫu ôm bay nha anh chị. Mẹ mẫu ôm bay đó, mẹ đẻ tầm hai con. Con này thì đang chữa lại lứa ba anh chị đó. Kỳ này thì cấy lại ba bê nha anh chị đó. Để được thì giờ thôi chủ nhà cấy lại ba bê để cho nó kiếm bò là vỗ béo anh chị, mà giờ kẹt tiền nên cần bán hai bộ mẹ con đó, hai bộ đực luôn đó. Thì con đực này đầu to, mỏ cục, cổ gô, lưng đôi, chân kiền khú, chân móng xế tích nghiêm chỉnh, bò cực kỳ đẹp nên chị đó. Con này tầm 4 tháng đến 5 tuổi hơn anh chị, trên tầm 4 tháng rưỡi. Chiều cao thì tập mét anh chơi đó. Bộ thứ hai thì mẹ cũng đẻ lứa hai luôn đó. Rồi mẹ nuôi con cực kỳ mắc sữa nên mẹ cũng hơi dẻo nhẹ miếng anh chị đó. Nói chung là được cái thả đồng ăn uống thì vô tư anh chị ơi đó. Chiều cao mấy con bò này thì tầm mẫu bông bay mét hai mấy hết nha anh chị đó. Đùi cực kỳ tốt luôn anh chị đó. Thì con này cũng tầm 4 tháng tuổi hơn anh chị ơi, bộ nào cũng đã cấy rồi hết rồi đó. Thì bộ cấy 2 tháng hơn, bộ thấy gần 3 tháng anh chị đó. Đó, đúng bạn đúng chuyện bốn vú đó anh chị, chân móng sò đuôi một chùm luôn, xấy tích mẹ con nghiêm chỉnh đó. Sừng mới con ngắn hai đó anh chị, đỏ mặt luôn. Hai bộ này đẹp bò nha anh chị, con là mẫu lưng đôi với dây lực không nha anh chị đó. Những dòng này thì mình gặp có đưa gặp được con thì mình nuôi lớn mình vỗ béo, còn mẹ sinh sản tiếp anh chị đó, cực kỳ luôn anh chị. Qua đen thui đuôi một chùm đúng bản đúng chuyện luôn đó. Ra ngoài đồng thì quan sát thì ăn uống cực kỳ dễ luôn anh chị. Mẹ con la đồng đó, nhìn con cực kỳ luôn nha anh chị đó. Thì hai bộ này chủ quán một cặp nha anh chị, hai bộ luôn đó. Thì anh chị nào gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để trong hình đó, muốn biết giá cả thì liên hệ trao đổi mua bán, muốn có bò thịt thì trao đổi với bộ hai bộ mẹ con anh chị ơi. Đó, hai con cực kỳ mập nha anh chị, đầu to, đầu trụi luôn. Mẹ thì ăn uống vô tư nha anh chị. Đó. Con lưng đôi luôn, đít như bà bê vậy anh chị ơi. Mắt sữa. Đó, ăn cỏ dại không mà nó cũng được bò nha anh chị. Quá trời con không mầm. Mẹ cực kỳ tốt nha anh chị, phồng to luôn á. Dễ rất là dễ ăn uống anh chị, không có cọ cám lớ luôn mà đồng vân chung mà ăn cũng ok đó. Bộ thứ hai đó anh chị, bộ nào con cũng tốt, cổ mặt luôn cực kỳ đẹp nha anh chị. Rồi anh chị nào thấy thích hai bộ mấy con mẫu bông bay mẫu thùng dạo này, hai con đực thì liên hệ số điện thoại em để cho hình, không biết giá cả thì liên hệ. Bò này Đức Hòa Long An nha anh chị. Anh chị thấy clip hay, kênh hay cho em lượt đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.